Mic Group, IEX Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, hiện nay Đắk Lắk là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính và chính trị của cả vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, Đắk Lắk còn là một trong những điểm hẹn bất động sản nổi bật liên tục được nhắc đến trong những tháng gần đây, thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ những đặc điểm ưu việt. Có thể nói, nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk sở hữu vị trí địa lý chiến lược về kinh tế, an ninh quốc phòng, hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tỉnh Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Lợi thế này cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, nguồn nhân lực trẻ dồi dào nhanh chóng đưa Đắk Lắk trở thành điểm dừng chân lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đáng chú ý, hiện nay nhờ dịch vụ cảng hàng không Buôn Ma Thuột ngày một thuận lợi đã rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh khác đến với Đắk Lắk. Khi việc di chuyển từ Hà Nội vào đây chỉ mất 2 giờ, từ Hồ Chí Minh đến đây chỉ mất 50 phút. Điều này khiến môi trường đầu tư của Đắk Lắk càng thêm hấp dẫn. Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn có hấp lực lớn thu hút các nhà đầu tư là bởi Đắk Lắk có diện tích tự nhiên đứng thứ tư cả nước, gần 5.400 km2 với đất sản xuất nông nghiệp, đa số là đất ba gian, phù hợp để trồng cây có giá trị kinh tế cao như cao su, hồ tiêu, cà phê. Diện tích rừng và trữ lượng gỗ lớn nhất cả nước với 600.000 ha đất lâm nghiệp. Hệ thống ao hồ, sông suối đa dạng, rộng lớn như Hồ Lắc, E Súp, tổng diện tích trên 50.000 ha. Tài nguyên khoáng sản đa dạng, có giá trị kinh tế, vàng, đá quý, sapphire granite, thạch anh tinh thể. Nhiều khu du lịch cảnh quan, sinh thái, truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc trong tỉnh như Hồ Lắc, Thác Rây Nu, Thác Thủy Tiên, khu du lịch làng Buôn Đôn, khu du lịch sinh thái Sơn Gốp Hồ E Cao. Về công nghiệp, Đắk Lắk có một khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp đang hoạt động, và một khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư. Với các tiềm năng sẵn có đó của Đắk Lắk, khiến hiện tại và trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ, phát triển và ngày một gia tăng giá trị bất động sản mà nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm. Trong đó đáng chú ý là các địa điểm huyện Krông Búc, Krông Năng, đặc biệt là thị xã Buôn Hồ. Đây chính là những khu vực trọng điểm được nhà nước, ban lãnh đạo tỉnh chú trọng đầu tư và phát triển.